Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn một loại sản phẩm. Cái này là lông mi, nhưng mà lông mi nó có đèn. Cái sản phẩm này thì Bi được tặng từ một cái website. Bi sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn xem, coi chi tiết của nó như thế nào nhé. Và cái này thì nó có rất là nhiều màu, mình có thể lựa chọn màu. Bi thì Bi chọn nhiều màu. Khi mà người ta gửi tới thì nó sẽ nằm trong một cái hộp thiết như thế này, được bọc xung quanh cái bao ni lông. Bây giờ thì Bi sẽ mở ra cho các bạn xem. Nó ghi là Charming LED Eyelashes Make Your Life Shining. Thì đây là cái hộp của nó này. Khi mà Bi nhận được, Bi nói trời, nhìn giống hũ kẹo lắm. Nhưng mà khi mà Bi đọc thì nó ghi là eyelash. Đây, khi mà mở ra thì nó sẽ như thế này. Làm sao đây? Nó có đèn này các bạn. Các bạn có thể chỉnh được chớp chớp này, hoặc là chớp từ từ, hoặc là nhiều kiểu khác nhau. Cái này thì nhiều màu, nó có màu xanh, màu tím này nọ thì tùy các bạn chọn thôi. Nhưng mà Bi thấy nhiều màu sắc cho nó rực rỡ. Ủa rồi sao? Nó không có phải là lông mi mà nó cái này nó giống như là eyeliner. Nó có cái miếng băng keo ở đây, và nó có cái này. Cái này thì nó ở đằng sau, nó có cái này nè, để mà mình móc lên áo này, mình móc lên đây này. Trời đất ơi. Xong rồi cái này mình máng lên đây. Giống điệp viên quá nhỉ. Ôi lộn rồi. Okay. Lại phải móc quanh đây. Cái này mình phải dán lên. Mình phải dán băng keo lên trước đã. Nó giống như là eyeliner hơn là eyelash. Nó cho mình 6 cái cặp băng keo hai mặt, nó cắt sẵn theo cái hình đó. Còn nếu xài hết thì các bạn tự cắt. Cái này mà đi mấy cái chỗ mà có club ngoài trời á, trời ơi chắc là nổi dữ dội lắm. Ok, bây giờ thì cái này các bạn dán lên đây. Ôi, cái này nó hơi dài so với cái con mắt của Bi. Bây giờ tháo cái lớp băng keo ra, nó dán lên chân mày cũng được. Vậy thì khỏi kẻ đơn. Lông mi không có bao nhiêu cộng. Thôi khỏi dán sát, dán xa ra cũng được. Không cần dán sát ra. Ngay cái đầu này nó khó dính lắm. Tạm thời là vậy đi. Trời ơi, không biết ai mà đeo cái này. Cái này nó chỉ là mí thôi. Bi tưởng là nó có nguyên cái cặp lông cặp lông mi luôn. Ok, bây giờ thì Bi sẽ mở lên. Thường đeo lông mi giả thì Bi nghĩ là cái này nó cũng không có
không có là vấn đề gì đối với các bạn, nhưng mà đối với những người nào mà không có đeo lông mi giả thường xuyên á thì nó sẽ bị kiểu như là nó bị cợm ở trên mắt của mình á. Nhưng mà nếu mà các bạn đeo mà đi để đi đi những cái chỗ mà buổi tối mà có club ở ngoài trời này nọ thì các bạn đeo cái này là hết sảy luôn, hết sảy. Cái này thì không nhất thiết là phải đeo ở trên mắt của mình. Bi nghĩ là đeo trên chân mày cũng được nè, để lên đây nè, mình dán lên. Bi nghĩ là trên đây thì đang dễ hơn nè. Đó, và mình ở đây thì nó có cái clip để mà mình móc vô cái áo của mình á. Đó nên là nó cũng không có bị vướng bận gì cả. Cái này mà kết hợp với lại cái đôi giày có đèn của Bi á là trời ơi, nguyên một cái cặp hoàn hảo luôn á. Bạn nào mà đi mấy cái chỗ mà club bên nước ngoài mà ở bên đây nè, nó có rất là nhiều chỗ mà nó làm club ở ngoài trời này, rồi nhiều người ta cầm những cái cây đèn này nọ, thì đối với cái này thì các bạn có thể đeo ở trên mắt của mình như này nè. Trời ơi, bảo đảm là ai cũng sẽ hỏi các bạn là mua đâu. Cái này thì Bi ít thấy có ai đeo cái này để mà đi mấy cái đó lắm, nhưng mà nếu như mà các bạn mà hay đi cái đó thường xuyên á thì các bạn nên mua những cái này hoặc là giày. Và nếu như bạn nào mà hứng thú với cái này á thì Bi sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn có thể vào đó tham khảo nhé. Cái này thì nó có nhiều màu, nó có màu hồng riêng, màu xanh riêng, còn cái này là nó gọi là multi color, là tất cả những cái màu nó nằm ở trên đây luôn. Nó chỉ khác ở cái điểm là mình chỉnh cái mức độ mà nó cháy đèn thôi, nó như thế này nè, hoặc là nó chớp nhiều, rồi nó chớp từ từ này nọ đó, thì nó có nhiều kiểu như vậy thôi. Nhưng mà màu thì nó sẽ nhiều màu như thế này. Còn nếu như mà bạn nào mà không thích nhiều màu như thế này mà chỉ thích một màu thôi đó, thì nó vẫn có cho các bạn nhé. Và đó là tất cả những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích video này và muốn Bi thử thêm nhiều sản phẩm mới lạ nữa thì đừng quên nhấn like và subscribe channel của Bi, bởi vì Bi upload video mỗi tuần. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Listen to old songs.